Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chính quyền xử phạt cấm Đào Vĩnh Hưng biểu diễn 9 tháng là vi phạm quyền tự do biểu đạt Ngày 16 tháng 7, VOA tiếng Việt loan tin Đào Vĩnh Hưng bị phạt tiền và cấm diễn 9 tháng vì đeo huy hiệu Việt Nam Cộng Hòa VOA dẫn tin từ truyền thông nhà nước cho hay nam ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam Đào Vĩnh Hưng vừa bị đình chỉ biểu diễn 9 tháng và bị phạt 27,5 triệu đồng vì đeo huy hiệu giống biệt công bội binh của Việt Nam Cộng Hòa trong một buổi biểu diễn hồi tháng 5 vừa qua. VOA dẫn báo thanh niên và trang tin chính thức của chính phủ Việt Nam theo đó, quyết định xử phạt do bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 10 tháng 7 cho biết, nam ca sĩ này có tên thật là Huỳnh Minh Hưng, bị cho là đã thực hiện hành vi biểu diễn nghệ thuật sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Và đây là hình bản tin trên VOA. VOA nhắc lại, trước đó vào ngày 4 tháng 5, trong chương trình Live Concert năm 2024 với chủ đề Ngày em thắp sao trời ở Thủ Đức, ca sĩ Đào Vĩnh Hưng đã biểu diễn mặc bộ trang phục có gắn các phụ kiện trên ngực áo. Trong đó có một phụ kiện trông giống như biệt công bội tinh, một huy chương thường được trao tặng cho quân nhân có công trong thời Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1950 đến năm 1974. Trên huy hiệu này có dòng chữ tạm dịch Thủy quân lục chiến Mỹ luôn trung thành. Cụm từ này vốn là một phương châm của Thủy quân lục chiến Mỹ thể hiện sự cam kết trọn đời đối với quân đoàn và nước Mỹ. VOA cho biết, sau khi sự việc lan truyền lên mạng xã hội và truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố sẽ mời chuyên gia thẩm định và sau đó đưa ra kết luận của Hội đồng Nghệ thuật vào ngày 12 tháng 6 nói rằng việc sử dụng trang phục cách điệu theo phong cách quân đội nước ngoài và các phụ kiện với hình tượng huy chương của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là không phù hợp nội dung các tiết mục và tổng thể chương trình, không phù hợp với giá trị văn hóa Việt Nam. Làm dễ liên tưởng đến các vấn đề nhạy cảm liên quan đến chính trị, gây phản cảm và đã tạo nên dư luận xấu, theo trang tin của chính phủ Việt Nam. Và đây là hình ca sĩ đào Vĩnh Hưng và chiếc huy hiệu bị cho là không phù hợp. VOA dẫn lại lời của ca sĩ Đào Vĩnh Hưng khi lên tiếng về vụ việc trên trang mạng Facebook, nói rằng bộ trang phục được đặt thiết kế riêng này lấy cảm hứng từ bộ trang phục mà nam ca sĩ rất thích trên sàn diễn thời trang runway quốc tế. Đàm Vĩnh Hưng nói rằng những phụ kiện trên trang phục chỉ mang tính chất trang trí, hoàn toàn không có một ân ý về chính trị nào như các trang mạng dẫn dắt. Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng đã lên tiếng xin lỗi và quyết định không sử dụng trang phục này tại show diễn tiếp theo tại Hà Nội dư luận cho rằng vì chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cho điều tra và xử phạt cũng như cấm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn 9 tháng là sự vi phạm trắng trợn về quyền biểu đạt của ca sĩ này mà nói rộng hơn là vi phạm nhân quyền. Dẫu do trang phục của nam ca sĩ không phù hợp như quy kết của chính quyền, dẫu nam ca sĩ thường xuyên có những phát ngôn gây sốc và dẫu nam ca sĩ này bị cộng đồng người Việt tự do đánh giá là bưng bô thì ông vẫn toàn quyền biểu đạt bằng ngôn ngữ, bằng trang phục, bằng hình ảnh những gì ông muốn thể hiện. Vậy yêu ghét một ca sĩ, ủng hộ hay tẩy chay, hãy để cho người hâm mộ quyết định. Khi chính quyền can thiệp quá sâu vào những chuyện như thế này, có nghĩa là không gian tự do của người dân, của xã hội đang bị siết chặt. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chính quyền xử phạt, cấm là Vĩnh hân biểu diễn 9 tháng là vi phạm quyền tự do biểu đạt. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo Chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Dịch tả lợn châu Phi bùng phát ở Việt Nam Ngày 15 tháng 7, VOA tiếng Việt loan tình Việt Nam đối phó nguy cơ dịch tả lợn châu Phi lan rộng. VOA dẫn tin từ truyền thông trong nước cho hay dịch tả lợn châu Phi đang lây lan nhanh ra các tỉnh thành trên khắp Việt Nam, khiến Thủ tướng Phạm Minh Chính phải ra chỉ thị tăng cường các biện pháp chống dịch. VOA dẫn cổng thông tin điện tử chính phủ, theo đó chỉ thị được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký thay Thủ tướng vào ngày 14 tháng 7. Cảnh báo dịch tả lợn châu Phi có chiều hướng gia tăng, nguy cơ lây lan diện rộng rất cao. Thịt lợn hay thịt heo là thực phẩm chủ chốt của người dân Việt Nam. Do đó, nếu dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh, thì nó sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm chỉ số giá tiêu dùng và môi trường. Và đây là hình bản tin trên VOA. VOA dẫn số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn từ đầu năm đến nay đã có 660 ổ dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại 44 tỉnh thành trên cả nước, trong đó có Bắc Cạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hòa Bình, Sơn La, Quảng Nam và Long An. Số lợn bị buộc phải tiêu hủy là trên 42.400 con, cũng theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ dẫn lại. Chỉ thị của Thủ tướng yêu cầu thực hiện các biện pháp như tiêu hủy lợn bệnh, lợn chết, lợn nghi mắc bệnh và hỗ trợ các hộ chăn nuôi có lợn bị dịch phải tiêu hủy, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vận chuyển lợn bệnh, vứt xác lợn chết làm lây lan dịch, hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường vệ sinh, sát trùng chuồng trại, phân bổ kinh phí mua vaccine để tiêm phòng cho đàn lợn, phạt các hộ chăn nuôi giấu dịch. VOA tiếp tục dẫn số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, dịch tả lợn châu Phi từng bùng phát mạnh và tàn phá nặng nề ở Việt Nam hồi năm 2019 lan rộng ra khắp 63 tỉnh thành. Tổng số lợn chết và tiêu hủy trong đợt dịch khi đó lên đến 6 triệu con, với trọng lượng sắp xỉ 400.000 tấn. Phải mất gần một năm, Việt Nam mới khống chế được dịch khi đó, với tổng số tiền đã chi cho việc chống dịch là 12.000 tỷ đồng, tức gần nửa tỷ đô la Mỹ, cũng theo số liệu của cơ quan này. Và đây là hình hàng triệu con lợn đã chết do bị dịch tả lợn châu Phi vào năm 2019 ở Việt Nam. VOA cho biết thời điểm từ nửa sau năm 2024 cho đến đầu năm 2025 là giai đoạn các hộ nông dân và các doanh nghiệp chăn nuôi lớn ở Việt Nam chuẩn bị đàn lợn phục vụ cho Tết nguyên đáng khi nhu cầu thịt lợn tăng vọt. Theo VOA, trang VTV dẫn lời ông Tống Xuân Chinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trấn An rằng từ giờ đến cuối năm, kể cả Tết, khi nhu cầu thịt lợn tăng khoảng từ 10 đến 15%, thì Việt Nam vẫn đảm bảo nguồn cung thịt lợn trong nước, không cần phải nhập khẩu. Ông Chinh cũng khuyến cáo 16 doanh nghiệp chăn nuôi lợn lớn trên toàn quốc tăng đàn lợn nuôi từ nay đến cuối năm và đảm bảo chặt chẽ an toàn sinh học khi chăn nuôi. Cùng ngày 15 tháng 7, AFI Tiếng Việt cho hay dịch tả lợn châu Phi đang lan rộng ở Việt Nam và có thể làm ảnh hưởng đến nguồn cung thịt lợn, tạo áp lực lên lạm phát. AFA cho biết tả lợn châu Phi đã từng gây gián đoạn đối với thị trường thịt lợn, trị giá 250 tỷ đô la toàn cầu. Đợt dịch nặng nề nhất là vào năm 2018 và 2019, khoảng một nửa số lợn nuôi đã bị chết ở Trung Quốc. Nước sản xuất nhiều thịt lợn nhất thế giới, gây ra tổn thất ước tính khoảng hơn 100 tỷ đô la. AFA cũng cho biết, hồi tháng 7 năm ngoái, Việt Nam đã phê duyệt việc dùng vaccine tả lợn châu Phi sản xuất trong nước. Đây là vaccine phòng ngừa bệnh tả lợn châu Phi đầu tiên trên thế giới. Tuy nhiên, vào tháng 12 năm ngoái, Tổ chức Y tế Thế giới đã lên tiếng cảnh báo và đề nghị có thêm xét nghiệm đối với loại vaccine này. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Dịch tả lẫn châu Phi bùng phát ở Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.